Hello cô gái Việt Nam, bác khỏe không? Khỏe. Con vừa đi Quảng Ninh về, có một thứ quà cho bà. Ai có? Con mua cho bà, mua quà cho bà. Đi biển. Đi biển đi. Con mua quà cho bà. Đây nha. Thứ nhất là con mua cho bà một cái lược. Đẹp không? Đấy, cô gái mày tóc dài. Cái lược này bằng sừng con mua Hạ Long này. Đấy. Bà thấy ưng không? Bà thấy chị ưng không? Ưng à? Mua lược này mua gương á, rồi con lại bà. Mua lược là bắt mua gương, được voi rồi hai bà chân. Đây, đấy, bà cái tóc bà mượt lên bao nhiêu chân kính đấy. Hay đứng như bóng dừa, đấy nha. Cái lượt này bà phải cất thật kỹ trong túi này, chưa? Mua cái thứ hai, tèm. Ruốc tôm, để ăn với cơm. Phải chê. Chán rồi không? Đây là ruốc tôm ngon lắm, bà ngửi thơm không? Thơm không? Bà ưng không? Ăn thử miếng nhỏ nhỏ nhé. Một miếng thôi. Giúp tôm này tu luyện nghìn năm ở dưới biển đấy. Đấy nên học bán đấy. Mà đây ăn được không? Được. Tí nữa còn món cơm này. Tiếp theo. Một đậu xanh hải dương. Cái này rất là ngon. Tí nữa con sẽ pha cho bà uống nhé. Cái này uống cực kỳ khỏe luôn. Cái này không phải bổ thận cắn dương đâu. Mà sức khỏe dồi dào. Đấy. Đây tiền. Đây còn còn phải cười. Cô gái Việt Nam hay cười lắm. Đấy còn pha cho bà này. Bây giờ con bón cho bà nha. Bà hết tốt này nhá. Hết tốt này là có sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả. Không sức khỏe là không có gì. Con bón này con phải nghĩ đến câu thơ. Ngày xưa bà bón cho con, bây giờ con bón cho bà, sao đâu vậy? Thơ hay không? Bà thấy con sáng tác thơ hay không? Con để lại trong đây rồi. Cái gì rồi? Nè, bột đậu xanh. Sống lâu trăm tuổi. Ăn miếng nữa này. Đầu bạc răng long. À bây giờ con vẫn đang thấy rất là hận cái đứa nào mà ngày xưa cưới ấy. Ghét nhất là đứa nào cái chúc bà như bạc răng long đấy. Bây giờ đầu bạc thành răng long thật. Chúc gì mà đã mang này. Cái hàng tuyển này bà ơi. Hàng này ở Việt Nam nhé, không phải hàng nước ngoài nhé. Lăng này có 2 cái cờ lợi, bây giờ biết hàng tuyển này. Cho bà bán cơm cho con đặt một nấm không? Cho nhớ thì con nói gì nhé. Cho một ngay ngay cũng được mồm, cũng được. Thì chết được. Bà có làm thế không? Thì chết này, nhớ chưa vậy? Bà cũng ngay ngay nhưng mà rút được mồm con này. Không nghĩ giờ thì ghê quá. Đấy, con mồm đơn nhé, con có thẳng với bà nhé. Thôi, cô gái đừng cười nó. Nụ cười của cô gái làm yêu đến bao nhiêu kẻ thất tình. Cố lên, chiều hết mức rồi, trên thế gian này còn cái gì nó không chiều bạn nữa. Mà thử hỏi trên thế gian này xem. Mấy xưa người yêu bạn chả chiều bạn như thế. Yêu nào, nó nói chiều đấy. Không chiều thế nào luôn ạ. Cái yêu người xưa không chiều. Cái gì nó chiều. Con đưa đi chơi không? Không. Con đưa đi tâm sự không? Dạ, tâm sự nốt mũi, nó cắn chết. Ngày xưa rừng rậm, rừng rậm như đầy mũi nhỉ. Được không? Món ăn thứ hai trong đời cô gái Việt Nam khen. Đa số là chê, đại đa số là chê. Được, em cảm thấy rất là hài lòng này em đi. Không phải là đường xa xôi em mua được cái sản phẩm này về. Chiều cho cô gái Việt Nam em. Tối nay em hát ăn một bát cơm với ruốc tôm nữa.